chắc vậy, hàng phát sinh tập hợp với Innovity S màu vàng. Tấm lại. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp chi khá là chi tiết này. Ổ khóa cơ, thẻ từ, Innovity. Rồi quay cận luôn nha, quay cận khóa luôn. Đây là bốn cặp pin, pin khô, pin kiềm khô, rồi mở kiểm tra luôn. Bọc tem luôn. Đây là mặt trong của khóa, mặt trong của khóa. Wow, nhìn cũng khá là tinh tế, nhìn và ron, tức là tật ngoài thứ rất là chỉnh chu luôn, màu vàng sang trọng luôn. Ổn áp. Okay. Đây, đây là mặt trong và đây là mặt ngoài. Cái quan trọng là mặt ngoài. Quan trọng là mặt ngoài thôi nè. Wow. Bóng loáng. À, mặt ngoài là dạng kính. Ừ. Kính cường lực. À, vân tay. À, thẻ, thẻ có chữ card. Có chuông cửa luôn nha mọi người. Chuông cửa luôn. Bên ngoài viền rất đẹp. Rất chi tiết luôn. À, ổ cắm micro USB. Quá đẹp luôn. Lên nhà mà nhà gỗ là cực kỳ sang luôn. Thân khóa